Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày 29 tây tháng 1 năm 2021 và là ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ Và bây giờ là tối thứ sáu thì lúc mà Thuận làm video này Giá của Bitcoin là 34.731 Thì hôm nay cũng như thường lệ Thuận có rất nhiều những thông tin Thuận muốn mang đến cho các bạn chúng ta sẽ nói tới những thông tin Mà nổi bật cho ngày hôm nay và thực nghĩ là không có thông tin gì Mới hơn, nóng bỏng hơn là thông tin liên quan đến cái cuộc chiến giữa hai bên một bên đó chính là Reddit Wall Street Bet và bên còn lại đó chính là những cái công ty đầu tư hedge fund ở Wall Street. Cuộc chiến này vẫn đang xảy ra và xảy ra rất là kịch liệt. Chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay? Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa. Và chúng ta cũng sẽ nói về tình hình của Bitcoin. Chúng ta cũng nói về tình hình của Ethereum cũng như là tình hình của Altcoin. Và hôm nay thứ sáu thì trước khi tôi bước vào cái cuối tuần đó thì tôi muốn chúc các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ. Và ngày mai thứ bảy sẽ không có video. Nhưng mà những bạn nào mà muốn biết những thông tin mới nhất thì hãy theo dõi Thuận Capital bằng cách là bấm vào cái link bên dưới để các bạn có thể tìm thấy những cái link liên quan tới Facebook, Twitter và Telegram. Thì chúng ta nhìn vào tình hình của Bitcoin thì các bạn thấy là Bitcoin đó hồi sáng này đã có cái sự tăng vọt rất là nhanh. Chúng ta thấy là giá của Bitcoin ngày hôm qua đó thì giá của Bitcoin cũng khá là đi cái xu hướng đi xuống nhưng mà sau khi chúng ta thấy là thử cái mức là 30.000 đô rồi lại được đẩy ngược trở lên sau đó giá Bitcoin không không đi lên nhưng mà đi lên rất là chậm đi lên tới cái mức là 34.000 đô có nghĩa là cái mức giá hiện bây giờ thì sau khi mà giá Bitcoin lên tới 34.000 đô đó thì lại bắt đầu có xu hướng đi xuống tối ngày hôm qua và đang đi xuống hướng về cái mức là 31.000 và nhiều bạn thì lo lắng là Bitcoin sẽ lại một lần nữa muốn thử cái mức 30.000 nhưng mà đột ngột tối ngày hôm qua trong lúc mà thường ngủ đó thì chúng ta thấy được là giá Bitcoin đã có một cái sự tăng rất là mạnh Các bạn nhìn vào cái nến giờ này chúng ta thấy là giá Bitcoin đã tăng Từ cái mức để thường cho các bạn thấy là từ cái mức 32.000 Mà lên thẳng cho đến cái mức là 36.000 Sau đó những cái ngọn nến kế tiếp đẩy Bitcoin lên thẳng tới hồi sáng này khi mà thức dậy đó Giá Bitcoin đã là 38.673 Nhưng mà kế đó thì chúng ta cũng đang thấy là có rất là nhiều giờ sau đó giá Bitcoin đã đi xuống và xuống tới cái mức gần đây thấp nhất là 33.500 nhưng mà trong vòng mấy tiếng hồi vừa qua thì đã có cái sự đi hàng ngang bây giờ Bitcoin là ở mức là 34.700 thì chuyện gì đã xảy ra thì chúng ta trước khi thể nói tới cái tình hình liên quan tới tại sao mà lại có một ngọn nến đi thẳng lên mạnh như vậy thì cái thông tin này tôi đã chia sẻ ở trên những mạng xã hội như bạn có đã biết đó chính là thông tin liên quan tới cái thuyết của Elon Musk thì Elon Musk ở trên Twitter đó đã đưa ra một cái thuyết đó chính là in retrospect it was inevitable thì các bạn thấy được đó là sau đó ở trên Twitter thì chúng ta cũng thấy được là cái info của Twitter của Elon Musk đã thay đổi là hashtag bitcoin và câu nói này đó dịch đơn giản là nhìn lại điều đó không thể tránh khỏi thì thật ra mà nói câu nói này có ý nghĩa như thế nào tại sao mà Elon Musk lại thay đổi cái Twitter của mình thành hashtag bitcoin sau đó đưa ra một câu nói trên twitter để nhìn lại điều đó không thể tránh khỏi thì thật ra mà nói câu nói này chỉ có elon musk mới biết được là tại sao mà elon musk lại nói như vậy mà thôi tại vì elon musk mà cũng đã biết là một trong những người mà thường đăng những cái dòng tweet rất là ngắn và không có nhiều cái sự giải thích ai muốn hiểu như nào thì hiểu như thế đó và elon musk mà cũng đã biết là bây giờ là tỷ phú giàu nhất trên thế giới và là ceo của hai công ty rất lớn công ty đầu tiên mà elon musk là ceo đó chính là công ty tesla và công ty thứ nhì đó chính là công ty spacex Tesla là công ty mà sản xuất những cái xe Tesla chạy bằng điện như bạn biết và công ty SpaceX là công ty mà làm những hỏa tiễn để mà đưa người lên trên sao hỏa, lên trên Mars thì chúng ta thấy là Elon Musk một người mà có sức ảnh hưởng rất là lớn và chúng ta cũng đã thấy là trên Twitter của Elon Musk tổng số người theo dõi lên tới 44 triệu người cái con số người theo dõi rất là nhiều và đương nhiên bất cứ những lời nói nào của Elon Musk cũng có nhiều người theo và chúng ta thấy được là không biết là ý là Elon Musk nói là gì nhưng mà cộng hai cái này lại cộng cái dòng thuyết của Elon Musk cộng với lại hashtag Bitcoin thì nhiều người cho là Elon Musk muốn nói về Bitcoin khi mà nói tới nhìn lại điều đó không thể tránh khỏi đó chính là Elon Musk muốn nói về Bitcoin vì lý do đó đã có nhiều người thường nghĩ là đã mua Bitcoin đẩy giá rất là mạnh lên tên con số là 36.000 từ 32.000 và sau đó nhiều người là tiếp tục đẩy lên tới con số là 38.686 nhưng mà sau đó giá là đi xuống thì tại sao Thực ra mà nói chúng ta thấy là bắt đầu Trong vòng mấy ngày qua thì giá Bitcoin cũng đã thử cái mức 30.000 đô này rất là nhiều lần rồi Và mức 30.000 đô này vẫn là một dùng mà bảo vệ mà chúng ta trong thời gian ngắn hạn rất là tin tưởng Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này Hay là các bạn thích những cái video tương tự Thì mình đừng quên nhấn cái nút like Và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn chưa có theo dõi Thuận Capital trên cái mạng xã hội đó thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái link liên quan đến Facebook, Twitter và Telegram để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và nếu như bạn là một trader hay là bạn đang tìm kiếm những dịch vụ liên quan đến tiền kỹ thuật số thì các bạn bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital trong đó các bạn có thể là điền đơn vào các nhận hỗ trợ cũng như là các bạn có thể nhận được những cái ưu đãi liên quan đến là các bạn có thể được giảm phí giao dịch cũng như là nhận được những cái bonus khi mà tham gia những sàn như là StepX, LMT, Binance, Bybit, Coinbase, ứng dụng Blockfi, ứng dụng Lending và các bạn có thể là tham gia vào cái dịch vụ crypto coin một dịch vụ hỗ trợ phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng những thông tin chi tiết sẽ nằm bên dưới cái video này các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái biểu đồ nến ngày đi thì tại sao tôi nói là trong thời gian ngắn hạn nhiều người tin tưởng cái dùng 30.000 đô này tại vì chúng ta thấy được đây là biểu đồ nến ngày ở trên sàn Coinbase thì các bạn sẽ thấy được đó là nhìn vào biểu đồ nến ngày chúng ta nhìn vào tình hình của Bitcoin hiện bây giờ thì từ cái ngày đầu tiên mà Bitcoin chạm qua khỏi cái mức là 30.000 đô cho đến ngày hôm nay có nghĩa là chúng ta đã đi liên tục là 27 ngày 27 ngày liên tục Bitcoin chưa có đóng lại cái nến ngày dưới 30.000 đô và 30.000 đô này là một cái dùng mà chúng ta biết là có rất nhiều những nhà đầu tư lớn thu mua Bitcoin cho nên nhiều người tin tưởng là cái mức 30.000 đô này là một cái mức mà bảo vệ chúng ta có thể tin tưởng được. Nhưng mà thật ra các bạn thấy được là ngày hôm qua cũng có nhiều đợt Bitcoin đi trở xuống và muốn thử lại cái mức 30.000 đô này và trước khi mà có cái thuyết của Elon Musk các bạn thấy được là xu hướng Bitcoin không được tốt lắm thì chúng ta đã thấy một số những thông tin được chia sẻ bởi Crypto Khoan để Thùng chia sẻ với các bạn thì trước hết thì chúng ta thấy là ngoại trừ cái thuyết liên quan tới Elon Musk thường cũng chia sẻ rất nhiều những cái thuyết tương tự như là cái thuyết các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là cái thông tin uh, liên quan tới những cái đồng ổn định thì cái đồng ổn định này đó là những cái đồng mà đáng giá một đô la chúng ta không nói riêng về đồng Tether mà nói chung hết chứ là đồng Tether đồng USDC đồng Gemini Dollar vân vân thì hiện bây giờ có lúc nhiều nhiều ổn định được nạp lên những sàn giao dịch và thật ra đây là tình trạng mà chúng ta thấy trong dòng nhiều ngày qua thì mỗi lần mà cái chỉ số này lên trên chỉ số 80 có nghĩa là có dấu hiệu là rất nhiều người đang nạp độ ổn định lên trên những cái sàn thì crypto khoan sẽ thông báo với thường và thường sẽ thông báo với các bạn cho các bạn biết là tình hình bây giờ như thế nào và trong dòng ngày hôm nay thôi chúng ta đã có ít nhất là ba cái đợt thông báo tương tự như vậy có nghĩa là chúng ta thấy có rất nhiều người đang đẩy những độ ổn định lên trên những cái sàn và điều này cũng là điều tương tự xảy ra của ngày hôm qua và ngày hôm trước nữa và thật ra cho đến thời điểm bây giờ chúng ta nhìn vào tài liệu khác nữa được chia sẻ crypto khoan đó thì cái số lượng độ ổn định nằm trên những sàn đang đạt kỷ lục có nghĩa là từ trước tới bây giờ chưa bao giờ có nhiều độ ổn định như vậy nằm sẵn trên sàn thì nhiều bạn hỏi thuận là điều này có nghĩa như thế nào đương nhiên nhiều bạn nói là khi mà chúng thấy nhiều độ ổn định đi nạp lên sàn thì có nghĩa là những độ ổn định này nạp lên sàn để làm gì để mà chờ sẵn đi mà mua nhưng mà nhiều bạn chỉ có được là trong vòng mấy ngày qua thì nhận được thông tin liên tục như vậy nhưng mà chúng ta thấy là cái lực mua không có mạnh để thường bỏ cái phần này để các bạn thấy rõ hơn. Các bạn thấy là cái lực mua chỉ có khi mà chúng ta thấy mỗi lần mà Bitcoin đi xuống dưới 30.000 đô nhưng mà không có mạnh. Các bạn thấy được là sau khi đẩy lên trên 30.000 đô thì cứ lên từ từ rồi tối ngày hôm qua lại đi xuống nữa. Không giống như là các bạn thấy là những cái đợt FOMO mua mạnh như là hồi sáng này đẩy giá Bitcoin từ 32.000 lên tới 36.000 thì cái lực mua đâu những đồng định này tại sao người ta vẫn chưa có dùng nó để mà thu một Bitcoin, Ethereum vân vân Thì điều này đó, thường cũng không thể trả lời được, thường chỉ có thể trả lời với các bạn là bây giờ chúng ta có những đồng ổn định trên sàn và cái số lượng đồng ổn định rất là nhiều Thì những người mà nạp đồng ổn định thì tôi nghĩ là cũng giống như Bạch Thuận và các bạn mà thôi Họ nạp đồng ổn định trên sàn để họ chờ đợi để có thể có được một cơ hội mua được Bitcoin Mua được Ethereum, mua được những đồng khác với cái giá cả hợp lý hơn và rẻ hơn Thì tôi nghĩ là họ đang chờ đợi để có được một cơ hội để vào thu mua những đồng này Chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể chờ mà thôi Và ngược lại Ngoại trừ những thông tin liên quan tới nhiều độ ổn định trên sàn Chúng ta cũng có những cái dấu hiệu Mà có thể xảy ra tối ngày hôm qua Nếu như mà không có cái thuyết của Elon Musk Thì chúng ta thấy là trên màn hình đây là một cái bài chia sẻ Tối ngày hôm qua khi mà thường đi ngủ đó Thì Crypto Khoan đã chia sẻ thông tin này Nói là nhìn vào cái biểu đồ Thì chúng ta thấy được là cái đường màu trắng này Đây chính là cái giá của Bitcoin Và bên dưới cái đường mà màu xanh dương này đây chính là cái số lượng những cá voi nạp tiền lên trên những sàn giao dịch và nạp tiền ở đây có nghĩa là nạp bitcoin lên trên những sàn giao dịch thì thường đó nếu như mà dưới 85 thì coi như là tốt chúng ta không có nhiều cá voi nạp bitcoin lên trên những sàn giao dịch nhưng mà tình hình tối ngày hôm qua đó thì các bạn thấy là cũng khá nguy hiểm tại vì nếu như mà cá voi nạp đồng bitcoin lên trên những cái sàn mà hơn con số 90 thì có nghĩa là cơ hội mà giá đi xuống mà Cowboy xả hàng đó tại vì họ đã có sẵn Bitcoin trên những sàn dịch rồi sẽ dẫn đến là giá Bitcoin có thể là đi xuống rất là nhanh và tối ngày hôm qua đó đã lên tới cái mức là gần như là 90 rồi tới mức là 88 các bạn thấy được là 0.88 so với lịch 0.90 chúng ta muốn thấy cái chỉ số này xuống dưới 0.85 trong một cái mùa tăng trưởng bình thường thì chúng ta thấy được đó là cái tình hình bây giờ nếu như mà không có cái thuyết của Elon Musk tôi nghĩ là đã có một cái đợt đi xuống giá của Bitcoin tối ngày hôm qua nhưng mà cuối cùng đã không xảy ra tại vì cái thuyết của Elon Musk đã đẩy giá Bitcoin lên rất là cao bây giờ chúng ta thấy là tuy đã có cái sự đi xuống nhưng mà bây giờ ở mức là 34.700 thì coi như cũng là cái mức cao so với ngày hôm qua